đẹp long lanh này có làm các iFan mất ngủ. Theo các tin đồn, Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone SE 2 giá rẻ đầu năm tới. Dưới đây là một concept iPhone SE 2 có thể khiến các iFan mất ăn mất ngủ. Hình ảnh mẫu iPhone SE 2 được Phone Industry giới thiệu với thiết kế hình khối chữ nhật. Cạnh phẳng, mặt sau của chiếc iPhone giá rẻ có cảm giác được làm bằng nhựa bóng mở thay vì kính. Viền cạnh trên của máy khá dày khiến người dùng dễ liên tưởng đến Pixel 4. Mặt sau chỉ dùng camera một ống kính duy nhất với đèn flash LED với 2 tông màu, trong khi camera selfie mặt trước xuất hiện cùng loạt cảm biến. Thiết kế này của iPhone SE 2 cho cảm giác concept này như một chiếc Xperia hoặc Essential Phone, thậm chí giống với một chiếc Lumia đời cũ. Về điểm này, có vẻ như nhà thiết kế muốn iPhone SE 2 góc cạnh hơn. Ngoài ra, theo Phone Industry, iPhone SE 2 sẽ hỗ trợ sạc không dây và chuẩn kháng nước.